trổ tài phiên dịch. Thôi chết mình rồi. Không xong rồi, trễ rồi, trễ giờ rồi, quá trễ luôn rồi. Đúng là tại tối qua mình lỡ uống quá một ly rượu cho nên mới. Lúc này mà té lăn xuống đây thì cái váy hàng hiệu của Pháp mới mua trả góp một tháng trước sẽ bị rách mất. Mình không thể để nó tiêu tùng như vậy được. Không được, mình còn phải trả góp tới 23 lần nữa lần đó. Công nhận đi học khiêu vũ cũng có lợi quá ha. Xin lỗi anh nha, anh có bị sao không vậy? Là người nước ngoài à? I am sorry sir. Sorry sir. Phải vậy không ta? Công phu của cô này đúng là cao thủ. Xin chào các bạn, đã lâu không gặp. Tôi là Roberto Macugaya. Tôi chỉ nói được tiếng Anh, nhưng để các bạn dễ hiểu, những gì tôi nói sẽ chuyển sang tiếng Việt. Xin hãy chỉ tôi kỹ thuật vừa rồi. Xin hãy chỉ dạy. Xin hãy dạy cho tôi. Xin hãy dạy tôi. Xin lỗi, nhưng mà tôi không hiểu ý anh muốn nói gì hết đó. Cô Matsuzaka đâu rồi? Hình như là cổ vẫn chưa tới thì phải. Chắc là lại uống rượu thuốc nhiều quá nữa rồi. Dạo này cứ tới trễ hoài hà, khó nói ghê. Có ai cứu tôi với? Có một người nước ngoài kỳ lạ lắm, cứ bám theo đuôi tôi, rồi nói cái gì đó tôi không hiểu gì hết trơn à. Giúp tôi với đi mà. Người nước tôi ngoài đang nghĩ. Sao? Hắn còn đứng ở trước cổng trường đó. Có ai giúp tôi đi mà, tôi cầu xin đó. Tiếng Anh giao tiếp của tôi thì... Đừng có nói như vậy mà. Hay là nhờ ai đó ra nói chuyện với hắn đi, không sao đâu. Cứ để bạn Kazama nói chuyện tiếng Anh cho. Mình hả? Không phải là Kazama đã nói ngày nào cũng đi học thêm tiếng Anh giao tiếp mà, có đúng không? Bởi vậy những lúc như vậy mà nói không được á thì là tệ lắm luôn á nha. Kazama ơi, em giúp cô đi. Dạ. Đúng là có một người nước ngoài ở đây thiệt á. Kazama tới luôn đi. Hello. Thiệt may quá. Em có thể nói được tiếng Anh đúng không? Anh đang đi tìm một người, nhưng mà người đó chạy tới đây thì mất tiêu. Em có biết người đó ở đâu không? Anh đang tìm người, nhờ em giúp anh với. Có rồi, người tôi đang tìm kia kìa. Hi. Tôi thấy sợ quá đi ạ, làm sao bây giờ? Nè, mọi người đang chơi trò gì mà đông quá vậy? Ông lại đi trễ nữa rồi đó. Shinosuke. Shinosuke. Tưởng ai, ai vậy là Roberto. Shin là người quen cậu hả? Là bạn của tôi á. Anh ấy đang ở nhà bà gì, kế bên nhà tôi luôn. Cậu không biết hả? Vậy đây là người dạy tiếng Anh giao tiếp của mẹ mình hồi trước á hả? Có phải không? Đúng rồi đó. Shinosuke, hồi nãy anh thấy người đó có kỹ thuật điêu luyện lắm. Anh rất ham mộ, vô cùng ham mộ. Ham mộ lắm luôn đó. Thì là anh Roberto cũng vô cùng cảm động khi gặp cô Matsuzaka đó mà. Nói vậy là để ý cô Matsuzaka rồi, có đúng không? Người này để ý tôi rồi hả? Có thiệt không đó? Không thể nào tin nổi. Vậy thì cũng khó đó nha. Nhưng mà tôi thấy cũng vui. Cô này đúng là giỏi quá chừng luôn. Cứu bật người như vậy đúng là không thể chịu nổi. Để coi, anh muốn nói là cô Matsuzaka thiệt là dễ thương, quạt bát và đẹp như một đóa hoa hồng vậy đó, phải không ta? Trời đất ơi, làm người ta ngại quá đi à. Không thể tin nổi luôn mà. Nghe là biết có mùi xạo sự ở đây rồi. Hâm mộ quá đi, rất là hâm mộ. Giống như là ninja. Đúng là nữ ninja. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô. Đây là cô gái lý tưởng mà tôi đã tìm kiếm trên thế gian này suốt bao lâu nay rồi. Biết kìa chưa, tính tình thì nóng nảy, tiêu xài tiền bạc thì phung phí, ăn mặc lại kỳ cục nữa. Nói chung là tật xấu đầy mình luôn. Sao cô lại dám nói tôi có tật xấu đầy mình chứ hả? Ồ,
Lại chuẩn bị biểu diễn ninja nữa rồi sao? Khuôn mặt tức giận đi nữa cũng rất là dễ thương. Ý dạ, thì là bất cỡ quá đi, anh nói quá không nghe à? Nghe là thấy xạo sự rồi hả? Cô ấy đúng là mẫu người phụ nữ truyền thống Nhật Bản. Một người phụ nữ tuyệt vời. Cô đã học được công phu ninja ở đâu vậy? Tôi thật sự rất muốn trở thành ninja. Hãy chỉ cho tôi với. Nói chung là tôi đã thích cô Masuzaka lắm rồi. Thích không thể chịu nổi luôn. Tôi quyết định luôn. Tôi sẽ hẹn hò với chàng trai này. Cô sẽ trực tiếp chỉ cho tôi à? Thành thật cảm ơn. Cô ấy không biết nói tiếng Anh thì làm sao mà hẹn hò được chứ? Thiệt không thể tin nổi. Chỉ cần có tình yêu chân thành thì từ ngữ không cần diễn tả cũng có thể hiểu được mà. Nhất định tôi sẽ chăm chế tập luyện để trở thành ninja. Đúng là tình yêu không biên giới mà. Định mệnh đã tạo nên tình yêu của đôi ta. Quá, đúng là một ngày tuyệt vời để kỷ niệm tình yêu này, có đúng không? Nhưng mà theo tôi thấy cặp đôi này có gì đó không hợp lắm á nha. Thiên có hiểu gì về tình yêu đâu mà đúng rồi đó. Đây là chuyện của người lớn chứ bộ. Thì cũng tại anh Roberto cứ nằng nặc rồi đám cưới với cô Masuzaka hết à. Thì không thể tin nổi luôn. Đám cưới. Chắc là nghe nói đám cưới bất ngờ quá nên là cô ấy đã ngất xỉu luôn rồi. Thiệt không thể tin nổi. Hình như là cổ không được khỏe lắm hả? Nếu hai người kết hôn thì tổ chức ở đâu là được ta? Yes. Em đã hiểu ra rồi. Hay là mình nhanh chóng làm đám cưới luôn đi nha anh. Amen. Hawaii hả? Đúng rồi. Ở Hawaii có giáo viên dạy ninja sao? Vậy từ giờ tôi sẽ đi Hawaii tầm sư học đạo. Xin chào tạm biệt. Cảm ơn cô rất nhiều. Xin chào nha. Anh ấy vừa nói gì vậy hả Xin? Anh sẽ nhanh chóng đi tìm nơi tổ chức đám cưới. Em hãy đợi anh nha. Ái chà, anh chàng này cũng nôn nóng chứ bộ. Nhưng mà em thích người có tính cách như vậy đó. Anh Roberto ơi. Nè Shinosuke, em có chàng nhạc đúng ý của anh Roberto muốn nói không đó? Trời ơi, ông nghĩ sao vậy? Làm gì có chuyện đúng chứ. Tôi chỉ đang dịch theo như trong phim thôi à.